thử máy bơm nước thì mini nha bà con. Bơm thì đấy, cảm này nó nhanh á. Lên ga đậm hút à, lên ga đi. Ghê vậy, như chữa cháy luôn nè, ghê thiệt, như chữa cháy thiệt. Lên ga nữa chú yêu, à, như chữa cháy luôn nè, cầm không nổi luôn á, cầm không nổi. Mạnh ghê á, mới ra nhỏ đó phải không? Lấy ra lấy chú ơi. Như chữa cháy là bà con, mỗi này chữa cháy được nè. Rồi, không kia. Như chữa cháy vậy, nặng thiệt. Nặng. Đừng lên. Ghê thiệt, 30 mét luôn nè. Tay chê ơi, ghê thiệt, mới như chữa cháy thiệt. Mố này ngon hơn chữa cháy nữa nè. Con gà chưa? Con trang. Pha tăng kia vậy? Rồi pha hết rồi. Quạt leo. Ghê không? Mạnh thế chừng qua nhà tao. Ghê không? Chỉnh rồi. Mấy chục mét ha. Ghê không? Như chữ cháy luôn. Đè không nổi không? Ghê thiệt. Mà con mua chữa cháy mỗi này chạy được nè. Ở trong đầu tư cho cực. Chứ thì cầm không nổi luôn á. Đúng rồi. Đó, chỉnh cái đá đó, để giữ đó. Ghê ha. Như trên nút nhà luôn á, chữa cháy là ok luôn á. Lầu 3 là vô địch, lầu 3 là 4 là vô địch. Nước không đủ xài luôn, ghê thiệt. Cái này như chữa cháy nha. Rồi lên ra, cầm nó không nổi, nó bê như chữa cháy cho nó nè.
À con xài vô này được con là đó. Ba ông chục mét thôi con, ghê không? Ghê ha. Này nè, cái này là chữa cháy nè, chỉnh ghê lắm nè, đổi cho chữa cháy thôi, cái này chữa cháy được, khỏi là mua cái đồ chữa cháy, đi vô, cầm không nổi luôn á, hai vòi con, vòi này vòi chữa cây nè, vòi đó là chuyên đi dội đồ chữa cháy là báo cháy, chết luôn. Thôi để thôi, hồi dục quá luôn. Hồi dục quá kia chứ, anh sao đâu, đang gì cực rồi chú ơi, chơi. Qua bờ không đã. Thôi. Rồi. Chỉnh đạt chỉnh. Đó. Con cầm cho chắc nha, nó mạnh như chữa cháy chứ nha. Đó đó. Đúng đó đó. Buông tóc hành không? Ở đây hết chân nước. Rồi như chữa cháy đó. Đúng đó đó. Con mua chữa cháy mua này được nè. Ok. Đúng không? Mạnh như chữa cháy rồi con. Ghê không? Con mua này thôi là khỏi rằng chơi mua chữa cháy nữa không? Ghê không? Chữa cháy cấp tốc gia đình là ngon lành luôn nè. Mấy đường hẻm nhỏ nhỏ, ba mấy mấy chục mét nó ghê không? Là cái thuyền bơm nước con em mà chữa cháy ghê không? Mạnh ghê thiệt. Mạnh ghê ta. Khủng khiếp không? Đây, vô trong. Ghê là con muốn này chữa cháy được rồi.